Chào mừng các bạn đến với website giường gấp tiếng Việt.net của chúng tôi. Xin giới thiệu với các bạn sản phẩm giường gấp mang nhãn hiệu TN03. TN03 với chiều dài khi gấp lại là 88cm và chiều rộng là 64cm. Về cách thức sử dụng của giường rất là đơn giản. Các bạn mở giường ra. Tiếp theo chúng ta điều chỉnh độ cao phần đầu giường. Toàn bộ chiều dài của TN03 là 1m82 và chiều cao khi sử dụng là 28cm. TN03 phù hợp với người có chiều cao không quá 1m8, tuy nhiên thì chịu được tải trọng của những người lên tới trên 80kg. Đặc điểm khác biệt của TN03 với TN02 đó là TN03 chiều rộng là 64cm, trong khi đó TN02 là 60cm. Và chiều dài của TN03 là 1m82 và chiều dài của TN02 chỉ là 1m70. Còn lại các đặc điểm khác thì TN03 đều giống với TN02, đó là được thiết kế bằng khung thép vuông với các mối đinh tán rất là chắc chắn và cũng được phủ bằng sơn nhũ. Đặc điểm tiếp theo của TN03 đó là phần mặt giường được đan bằng sợi tổng hợp với mỗi sợi là 18mm. Chính vì vậy mà giường rất là kín khít, đẹp và chắc chắn ít giãn. Chúng ta có thể thấy được độ chắc chắn của TN03. Tiếp theo các bạn để ý thấy phần đầu giường có thể nâng lên hạ xuống tùy theo ý thích của mỗi người sử dụng. Vừa rồi chúng tôi đang giới thiệu với các bạn sản phẩm TN03. Khi các bạn đặt hàng chúng tôi cam kết sẽ vận chuyển miễn phí cho khu vực nội thành Hà Nội với thời gian ngắn nhất. Trong một tháng sử dụng, các bạn gặp lỗi của nhà sản xuất, chúng tôi cam kết sẽ vận chuyển, sẽ đổi mới các bạn 100% sản phẩm mới.